Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021, cuộc chiến SUV Hàn Quốc. Và để đến với nội dung tin tức, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn! Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, đúng 4 tháng sau khi Kia vén màn chiếc Sorento thế hệ mới, đối thủ đồng hương Hyundai cũng tung ra chiếc Santa Fe facelift với hàng loạt thay đổi từ trong ra ngoài. Đúng 4 tháng sau khi Kia giới thiệu chiếc Sorento thế hệ thứ tư, Hyundai cũng đáp trả bằng việc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Santa Fe. Cả Hyundai Santa Fe và Kia Sorento đều được thay đổi khá nhiều từ trong ra ngoài. Như vậy, cuộc nội chiến giữa hai mẫu xe này có vẻ đã cân bằng hơn khi cả hai đều có xuất xứ từ Hàn Quốc. Là SUV 7 chỗ và là phiên bản nâng cấp mới nhất. Thế hệ thứ tư của Santa Fe vừa được giới thiệu vào năm 2018 với đời xe 2019. Chiếc xe SUV của Hyundai sở hữu kiểu dáng được đánh giá là vừa thể thao, hầm hố nhưng vẫn đủ độ chững chạc. Ở phiên bản facelift, Santa Fe 2021 có kiểu dáng lấy cảm hứng từ đàn anh Hyundai Palisades khi được làm mới hoàn toàn các đường nét thiết kế khắp xe. Trong khi đó, Kia Sorento thế hệ mới trở nên cứng cáp và hầm hố hơn khi được loại bỏ những đường cong. Được xây dựng theo ngôn ngữ thiết kế Refined Bonnets, Sorento 2021 vẫn đảm bảo được sự tinh tế, mềm mại, chứ không quá cứng nhắc như các mẫu SUV của châu Âu. Ở phía trước, Santa Fe 2021 gây ấn tượng mạnh bởi lưới tản nhiệt lớn hơn, trải rộng gần hết diện tích đầu xe. Khác với đa số đèn Daylight được làm liền lạc, đèn Daylight dạng chữ T của Santa Fe được cắt ngang bởi phần vỏ xe, tạo nên hai phần riêng biệt. Phần trên tương tự với thế hệ trước và phần dưới nằm ở giữa cụm đèn chiếu sáng. Vì nhồi nhét quá nhiều chi tiết, phần đầu xe của Santa Fe trông khá rối rắm, không có nét riêng biệt như Sorento. Chiếc SUV của Kia có bố cục đầu xe rõ ràng và mạch lạc hơn. Lưới tản nhiệt dạng mũi hổ đặc trưng được làm vuông vức và kéo dài về hai bên, nối liền với hệ thống đèn chiếu sáng gồm 3 cụm LED. Đèn Daylight dạng mảnh ôm phía dưới cụm đèn pha đến lưới tản nhiệt. Nhìn ngang, Santa Fe 2021 và Sorento 2021 đều trông khá hầm hố và thể thao với các đường gân chạy khắp xe, vòng bánh xe được mở rộng và phần mui thấp dần về phía sau. Ở phiên bản cũ, Santa Fe thất thế hơn so với Sorento về kích thước. Hyundai chưa công bố các thông số kích thước cụ thể của Santa Fe 2021. Với việc được áp dụng nền tảng thế hệ mới của Hyundai, Santa Fe 2021 có thể cải thiện kích thước so với phiên bản cũ. Ở phía sau, thiết kế của hai mẫu xe đi theo hai hướng khác nhau. Santa Fe vẫn giữ lại tinh thần của đời trước với các đường gân dập nổi, cánh gió cố định và đèn hậu tạo hình 3D. Chiếc SUV được thay đổi đôi chút khi có thêm dải đèn LED nối liền hai cụm đèn hậu. Dải phản quang nằm ngay trên cản sau mới và cụm ống xả được đặt ẩn. Rất may khi Hyundai không thay đổi quá nhiều ở đuôi xe. Đuôi xe của Sorento được đánh giá cao hơn khi có thiết kế hầm hố, bệ vệ như một mẫu SUV hiệu suất cao. Xe sở hữu hệ thống ống xả cỡ lớn, hệ thống quách tán hầm hố, các đường cắt xẻ, đường gân xuất hiện khắp nơi. Với định hướng làm mẫu xe cho gia đình, cả Sorento và Santa Fe đều được tối ưu ở bên trong xe. Vật liệu khoang nội thất của Santa Fe 2021 không khác biệt nhiều so với đời trước, vẫn là nhựa mềm và da cao cấp. Trong khi đó, Sorento 2021 nhỉnh hơn khi được thừa hưởng sự sang trọng từ mẫu xe cao cấp Telluride với hệ thống đèn viền nội thất và ghế bọc da Napa. Nội thất của Santa Fe 2021 nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng, kích thước 10,25 inch bên cạnh bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Các trang bị này tương đồng với Sorento khi chiếc SUV của Kia cũng sở hữu màn hình thông tin giải trí 10,25 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Trên Santa Fe 2021, cần số truyền thống đã biến mất. Thay vào đó là các nút nhấn lựa chọn số P, R, N và D.
Sorento 2021 cũng được loại bỏ cần số truyền thống và thay bằng núm xoay hiện đại và gọn gàng hơn. Khu vực điều khiển trung tâm của hai xe là tổ hợp bấm nút và trên Santa Fe các nút bấm được bố trí dày đặc hơn. Santa Fe và Sorento đều sở hữu vô lăng 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số phía sau và các nút chức năng. Thiết kế vô lăng trên Santa Fe thiên về thể thao, còn Sorento đề cao sự sang trọng. Hiện tại, Hyundai vẫn chưa công bố danh sách trang bị an toàn trên Santa Fe bản facelift. Ở đời trước, mẫu xe này sở hữu một loạt tính năng như 6 túi khí, phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo tài xế mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc. Dù là đời cũ, mẫu xe của Hyundai còn nổi bật hơn Sorento 2021 với tính năng giám sát người ngồi hàng ghế sau, Rear Occupant Alert, và khóa cửa an toàn Safe Exit Assist. Do đó, Santa Fe 2021 có thể sẽ được nối dài thêm danh sách trang bị an toàn. Sorento 2021 cũng sở hữu nhiều tính năng an toàn, 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, hỗ trợ giới hạn tốc độ tự động, kiểm soát hành trình thông minh tích hợp tính năng Stop and Go, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tài xế mất tập trung, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi xe và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hiện tại, tùy chọn động cơ trên Santa Fe mới vẫn chưa được công bố. Nhiều nguồn tin cho rằng chiếc SUV của Hyundai sẽ được trang bị cả động cơ Hybrid và Plug-in Hybrid. Ở phiên bản hiện hành, Santa Fe có 2 phiên bản động cơ diesel và 2 phiên bản động cơ xăng cho ra công suất từ 147 mã lực đến 232 mã lực. Ở phiên bản 2021, Kia Sorento có 2 phiên bản động cơ diesel Smart Stream 4 xi lanh 2.2 lít, sản sinh công suất 198 mã lực, mô men xoắn 440 Nm. Và cả động cơ Hybrid có công suất 227 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Tại Bắc Mỹ, Sorento còn có thêm bản động cơ TDG 2.5 lít, sản sinh công suất 277 mã lực và mô men xoắn 421 Nm. So với Santa Fe thế hệ hiện hành, Sorento 2021 có sức mạnh nhỉnh hơn đôi chút. Với việc Hyundai bổ sung động cơ Hybrid, Santa Fe 2021 sẽ được cải thiện sức mạnh, có thể tự tin đối đầu với Sorento 2021. Hyundai Santa Fe 2021 sẽ cập bến thị trường châu Âu vào tháng 9 với mức giá chưa được tiết lộ. Thế hệ hiện tại của Santa Fe đang được phân phối tại thị trường quốc tế với mức giá từ 25.500 USD đến 38.800 USD, đắt hơn Kia Sorento 2021 với mức giá từ 23.700 USD đến 30.700 USD. Tại Việt Nam, điều tương tự cũng xảy ra. Kia Sorento thế hệ hiện hành đang được phân phối với giá 800 đến 950 triệu đồng và Santa Fe có giá từ 995 triệu đến 1,245 tỷ đồng. Với hàng loạt nâng cấp từ trong ra ngoài, Santa Fe 2021 sẽ được nâng cấp giá so với phiên bản hiện tại. Rõ ràng, giá cả sẽ không phải là vũ khí của Santa Fe trong cuộc chiến với Sorento. Do đó, yếu tố cạnh tranh còn lại của Santa Fe chỉ là trang bị và động cơ. Vừa rồi là phần cập nhật tin tức về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng comment bình luận ở bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích thì xin đừng quên bấm nút like, share video clip. Nếu chưa đăng ký theo dõi kênh thì xin các bạn hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc bên phải màn hình của mình để nhận được những video clip mới nhất về các thông tin, tin tức đánh giá xe mới, xe đã qua sử dụng của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.